Chào các bạn cùng đến với kênh YouTube của Tuấn Trung Tá. Chúng ta đã biết rằng là game PUBG, tên gọi rất là quen thuộc ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta đang cưỡi lên và trải nghiệm một chiếc xe mà anh em fan cứng của PUBG chắc còn mấy xa lạ với phương tiện nhanh hoặc là nhất nhì trong game này. Và đây chính là phiên bản ngoài đời thực của nó. Hôm nay mình và các bạn cùng tận hưởng cảm giác chạy ra đồng cùng chiếc xe này và tên của nó gọi là xe 3K, mỹ miều hơn một tí gọi là Saika. Saika được dùng chủ yếu trong quân đội, công an hoặc ngành thể dục thể thao nên chẳng có mấy người dùng. Một phần vì rất là khó để có giấy phép đăng ký và phần thứ hai đó là nó quá to và gành càng. Nói chung thì cứ dân chơi mới có thể chơi được cái loại xe khó khăn này. Đơn giản là bởi vì cứ để lâu ngày trong nhà thì đạp rất khó nổ và quá trình sửa chữa cũng rất là khó. Saika hay còn gọi là Sidder Car thì đây là loại xe 3 bánh mà cách đây hàng chục năm người ta chỉ thấy xuất hiện cùng với hình ảnh của những chiến sĩ công an đi làm nhiệm vụ. Và ở đây thì cái thú chơi Saika nó chủ yếu ở những người lớn tuổi đã từng phục vụ trong quân ngũ hoặc là có thể là quá mê chiếc xe. Nhưng mà hiện nay thì thú chơi cũng đã lan rộng đối với những người trung tuổi hoặc có thể là lứa thanh niên trẻ. Lúc đầu mình nhìn thì mình nghĩ là ai cũng có thể là lái được chiếc xe Saika này. Nhưng thực tế là lái chiếc xe 3 càng không hề đơn giản. Và cái cách chơi xe 3 càng không phải là đi đua tốc độ mà là sức mạnh để chinh phục các địa hình. Chúng ta cần phải tỉnh táo cũng như khéo léo để điều khiển giúp cho 3 càng quẹo vào cua. Bởi vì các bạn biết đấy, bởi cái trọng lực của chiếc xe nó dễ bị nghiêng và lật. Khi vào cua thì lực ly tâm nó sẽ dồn ngang qua bên trái, rất là dễ lật xe. Chính vì vậy, người điều khiển xe 3 càng cần khi vào cua nên nghiêng người qua bên phía tay phải một chút để bù cho trọng lực bị mất khi là dồn sang trái. Và như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn khi bạn vào cua. Thường thì khi đi đường xa hay là địa hình thì phải có người ngồi trên một bên thuyền của chiếc xe hoặc chở theo đồ đạc để giúp cân bằng cho xe. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì người chơi loại xe này không nhiều bởi vì tìm mua một chiếc xe 3 càng không phải là dễ dàng. Và xe 3 càng thì được chia làm nhiều loại nhưng nhiều nhất vẫn là xe Saika, Uran. Và đa số xe bây giờ hiện nay từ 650 đến 750 phân khối do Nga, Đức hay là Trung Quốc sản xuất. Những chiếc xe mà Uran nguyên bản còn lại ở Việt Nam hiện nay xuất hiện không nhiều. Chính vì thế là những chiếc xe 3 càng xịn lên tới tầm khoảng 250 triệu đồng, tức là đang còn xe cũ bán lại. Và ở Việt Nam này chỉ xuất hiện có số lượng đếm trên đầu ngón tay. Những chiếc xe thông thường khi đã bị thay thế phụ tùng thì có giá chừng khoảng 100 đến 120 triệu đồng. Rẻ nhất là những chiếc xe không đủ đồ nhưng có giá khoảng 40 triệu đồng. Cái những chiếc xe đấy thì hầu như là những phần linh kiện, phụ kiện nhỏ bé của xe rất là khó và chúng ta khó để đặt mua hàng chính hãng từ nước ngoài. Ngoài việc sử dụng cho việc đi lại thì xe 3 bánh còn dùng vào việc biểu diễn nghệ thuật hoặc có thể là drift xe bênh thuyền hoặc là những kiểu biểu diễn khác. Đó là tất cả những cái điều mà chúng ta cần tìm hiểu về chiếc xe 3 bánh như thế này. Và đừng quên đăng ký, subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để cùng đón xem video clip mới. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng ra ngoài cánh đồng để có thể cảm giác được những cái gì do xe 3 bánh mang lại nhé. Hey!